Xin chào cô chú và chị đã trở lại với kênh Đặt Xe Tải. Hôm nay em mới về chiếc xe K2700 2010, một chiếc xe tải trọng 1 tấn 25, với giá đang được lên với hệ thống của kênh Đặt Xe Tải là 175 triệu đồng. Chúng ta cùng review qua chiếc xe này các bác nhé. Một chiếc xe đời 2010 còn rất là đẹp. Trong màu sáng này, với còn nguyên nhãn mác của nhà sản xuất nhé. Các bác có nhu cầu với cái dòng xe từ 5 tạ, 8 tạ, 1 tấn, 1 tấn 25, 1 tấn 4, 1 tấn 9, 2 tấn 4, hãy liên hệ với em qua số điện thoại được ghi trên màn hình. Em tư vấn 24/7 các dòng xe tải, các dòng xe tải cũ chất lượng. Nên với cả Đặt Xe Tải thì em xin cam kết với các bạn là những chiếc xe của em là cam kết không đâm đụng, không ngập nước này, tùy thích. Đinh bấm đây, đinh bấm này nguyên này, kéo nguyên này. Sang tên đổi chủ một cách dễ dàng. Chiếc xe được khá giữ gìn, khá đẹp. Xe có điều hòa. Điều hòa lắp sàn đầy đủ. Một lần nữa em xin được báo giá chiếc xe này, chiếc xe K2700 đời 2010 với giá đang được lên với hệ thống của kênh Đặt Xe Tải là 175 triệu đồng. Em ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Em sử dụng các số điện thoại được ghi trên màn hình 0975672888, 0978730999. Các bác liên lạc kết bạn vào số Zalo mới 0978730799 để có những tư vấn tốt nhất. Ngoài ra em phải sử dụng những cá nhân, số điện thoại cá nhân chỉ là 0966112166. Các bác có nhu cầu tư vấn hay liên hệ với em, em sẽ tư vấn trực tiếp. Tư vấn về các dòng xe sẽ đúng nhu cầu và tầm tiền mình mong muốn. Sáng sống còn rất là đẹp này. Các bác mà ở xa mà có muốn nhu cầu xem xe, hãy kết bạn với Zalo 0966112166. Các bác muốn xem xe nào em sẽ quay video trực tiếp, quay Zalo trực tiếp cho, để các bác có những đánh giá tốt nhất về xe. Em có chuyển xe cả trong mình vào trong miền Nam. Sàn sóng rất đẹp. Sàn rất đẹp này. Em giao xe toàn quốc. Các bác có nhu cầu cứ gọi lại số điện thoại. Em sẽ tư vấn tìm cho các bác chiếc xe chất lượng nhất, phù hợp với công việc và giá tiền, tầm tiền mình mong muốn sở hữu. Chúng ta cùng xem qua phần máy chiếc xe này. Nó còn tương đối sạch và đẹp này.
Một lần nữa xin được báo giá chiếc xe này. Chiếc xe K2700, một chiếc xe tải trọng 1,25 tấn, với giá đã được liên minh hệ thống của kênh đặt xe tải là 175 triệu đồng. Chiếc xe đã có điều hòa và lốp sàn đầy đủ. Em là đặt xe tải, em ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Em sử dụng các số điện thoại được ghi trên màn hình, đó chính là 0975 672 888, 0973 0978 780 999, và một số điện thoại cá nhân chính là 0966 112 166. Các bác có nhu cầu liên hệ mua xe hay bán xe hãy liên hệ với em qua số điện thoại 0981 188 921. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Vừa rồi là video review và báo giá chiếc xe K2700 đời 2010, một chiếc xe tải trọng 1,25 tấn, với giá đã được liên hệ thống của kênh đặt xe tải là 175 triệu đồng. Đang ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, cách cầu Giang Tiên 1 km, ở ngay cổng phía cổng mỏ than Phân Mễ. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đạt Xe Tải. Và bên Đạt Xe Tải thì bên mình sẽ luôn luôn cung cấp những cái dòng xe từ 8 tạ, đằng kia là 8 tạ này, cho tới là 5 tạ, 8 tạ, cho tới là 1,25 tấn, 1,4 tấn, 1,9 tấn, như dòng K190, hoặc là những cái dòng tải trọng đủ như 2,4 tấn, K165, và những cái dòng xe là K3000. Thì nếu cô chú bác anh chị và các bạn đang tìm kiếm những chiếc xe tải để kinh doanh dịch vụ kinh doanh vận tải, phục vụ mục tiêu tài chính cho gia đình mình, tìm những chiếc xe cũ nhưng còn chất lượng, thì hãy alo trực tiếp cho em qua số điện thoại hiện trên màn hình, giúp em đăng ký ngay và bấm vào biểu tượng cái chuông để chọn những chiếc xe ưng ý phù hợp với gia đình mình nhất cô chú bác anh chị nhé. Đăng ký giúp em đăng ký.